Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em cách thêm kênh nổi bật trên kênh phụ để đi tương tác với các kênh khác nha anh em. Cụ thể là giống như trong hình thế này đây. Video này dành riêng cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Để thêm kênh nổi bật trên kênh phụ cần đi tương tác thì trước tiên anh em phải truy cập vào phần studio.youtube.com trên kênh phụ của anh em. Khi anh em truy cập vào, nó sẽ xuất hiện như anh em đang thấy trong hình. Anh em chọn vào biểu tượng tùy chỉnh. Anh em cứ để mặc định hết. Chú ý đến cái chỗ là các phần thêm vào. Anh em xóa chỗ video tải lên và video tải lên phổ biến bằng cách chọn vào ba chấm, chọn xóa phần kênh. Bây giờ anh em sẽ chọn thêm phần kênh. Anh em chọn kênh nổi bật, nó sẽ xuất hiện như anh em đang thấy. Mục trên này là tiêu đề mình tự đặt, mình sẽ để là đăng ký kênh bên dưới. Còn dòng phía dưới là anh em gõ tên kênh YouTube của mình. Và chọn vào kênh là ok. Mình sẽ thu nhỏ lại để anh em dễ nhìn nè. Rồi, này ở trên là tiêu đề và phía dưới là kênh YouTube. Tiếp tục anh em chọn xong. Tiếp tục chọn xuất bản là ok. Bây giờ mình sẽ vào ứng dụng YouTube để kiểm tra. Đây nghe anh em, đã thêm kênh nổi bật thành công rồi. Mình dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở video kế tiếp. Xin chào.